Rồi chào anh em á, hôm nay giới thiệu review cái bộ máy của mình đang chạy các bạn. Ở đây thì mình có hai cây máy cắt nha anh em, nhưng mà ba cây máy kéo. Đó, ghê không? Đây ba cây máy kéo này đi heo kéo, hai cây máy cắt mới nổi. Với mùa nay hai cây máy kéo kéo không nổi các bạn ơi. Đây, đó ba cây máy kéo luôn anh em. Đồng này chi tôm An Giang, hiện giờ mình đang rất là kẹt đồng. Anh em nào có cắt gần gần cánh cống ganh hay cánh chữ U lò gạch rồi đó, anh em nào mà có trống thì có thể liên hệ với mình á. Mình ở đây đang rất là đụng đồng luôn, thì anh em là cắt gần gần có quen với mình đó thì điện mình qua đây chia cho anh em vài trăm công cắt chơi, rất là đụng đồng luôn các bạn. Ở đây chỉ còn có hai cây mình, ở đây lúc trước 6 cây mà bán hết 4 cây rồi, còn hai cây lúc trước thì nhiều chủ làm á thì nó bán, người ta không có gian làm gì tao bán hết rồi. Bây giờ còn có hai cây này mà cắt hết cánh đồng này để tôi quay cho anh em coi từ từ ha. Thì nguyên cánh này là cái diện này rồi tôi cắt như hết luôn các bạn ơi. Con kia đá bậy rồi trời. Tao quay phim đứng mày đá vậy mày. Đây các bạn, cái diện này tôi cắt chỗ lên tới trên kia luôn á anh em. Mà có hai cây mà bữa nay thì nói chung cái diện này bữa hôm qua là 80 công đất mà cắt không có được gì trơn các bạn, qua mưa rồi nó đụng khoảng vài trăm công, còn ở dưới gần rồi nữa anh em, còn rất là nhiều, không phải cái diện này không, nguyên cái diện này qua bên kia, qua cái hàng cây bên đó là lúc bên kia là vẫn còn nói chung là mấy gì đó tôi cắt không nữa anh em, bây giờ không có máy vô, giờ là mới đầu tư thêm một cây máy kéo nữa, là cho ba cây máy kéo đi heo kéo, hai cây máy cắt ha. Đồng này kéo cũng đã lắm mà anh kéo không nổi các bạn, tại vì ở đây chạy hẳn ra ngoài rồi kéo vô 500m, kéo vô không có chở đi đâu hết trơn mà kéo không kịp nha anh em. Nói chung ở đây chạy vàng chỉ nhỏ nhỏ không ha, con này 47 4 tắc á, tối tắc 4 tắc giữ á, mấy con này u 93, con nhánh giữa u 8 rồi nè. Hai cây M, mình thì chạy đồ ghiên, con máy kia bên máy mình này chạy đồ ghiên, nhưng mà con máy ở bên kia thì chạy lên nhông số nha anh em, chạy hơi lẹ hơn mấy mình đó. Thì mình đang cầu cứu anh em nào mà có mà cắt gần gần ở đây thì liên hệ ha các bạn. Anh em nào hầu như trống thì liên hệ với mình sẽ chia cho anh em cắt ha. Ở đây tại vì mình rất là đụng đồng luôn, năm nay đồng nó đụng quá đụng nha các bạn ơi. Thì ở đây là ba cây máy cắt nè, ủa hai cây máy kéo, ba cây máy mà hai cây máy cắt, ba cây máy kéo, thì xin lỗi anh em ha. Rồi chào bạn nha, đây thì sau lưng mình nãy mình quay cho anh em coi đó, thì anh em nào có mình nhu cầu thì liên hệ với mình ha, thì mình sẽ đẩy cái số điện thoại ở trên clip cho anh em coi luôn. Thì anh em nào mà cắt gần, ví dụ mà anh em cắt cỡ cống ganh hoặc chữ U nào đó thì anh em vô liên hệ với mình, như trống thì liên hệ mình chia đất cho anh em, tại mình rất là đụng đồng luôn. Đây bộ máy sau lưng mình này anh em thấy không, đó ba cây cắt, ba cây kéo, hai cây cắt, cái đồng rất là lớn nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha anh em, anh em không có đất cắt thì cứ liên hệ với mình, cần trợ giúp các bạn ơi, quá trời rồi, một hai cây gì vô cũng được. Rồi cái con máy này qua hổm mới rớt xuống sông, mình quay qua hổm này nè, thì công dơ nó trơn rồi mới làm lại xong, giờ chạy đu đai á, thì chạy cho nó hồi sáng thì nó ra có trắng lông gâm chắc này hết ra nha các bạn. Đó, Y93 và hổm mấy hôm trước mình có đăng lên cái clip mà cái máy lọt xong là chiếc này nè anh em. Đây ông chủ nè các bạn, đang lên chỉnh sửa máy, ông chủ thì hai máy ổng màu màu mà máy này riêng nha. Đó, anh em mình đã đứng hỏi anh em lên hãy liên hệ, anh em nào có nhu cầu như mà có đi cắt đồ, anh em nào có buôn bán máy 60 cũ cũ hoặc 70 gì đó thì cũng liên hệ với mình luôn nha các bạn. Thì mình mua luôn mấy cái máy cũ đó, anh em máy như 60 chặt thịt cũng có lấy luôn, mà 60 riêng thì mình lấy cũng lấy luôn nha các bạn. Anh em nào như mà muốn bán giá cao cao á thì tầm đẹp thì mình mua nó hơi cao, còn sườn nó không đẹp thì mua không cao nha anh em. Giờ cũng ra đang cần một chiếc 60 cỡ cũ cũ, chạy động cơ zin đồ cũ cũ thôi, không cần mới đâu, chạy chống lũ thôi anh em, cái này quá đụng. Rồi anh em nào ấy thì liên hệ giúp mình, em mình đã xuống hỏi cho anh em ha.